shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín, chất lượng. Hey yo, xin chào các bạn đến với channel của mình và mình là Monster đây. Thì hôm nay nó đi chung với mình đó chính là hai người bạn đồng hành các bạn, đó chính là Tính NT và Fury Gaming. Hey. Hello. Hello. Thì hôm nay tụi mình chơi mod là Big Summon nha mọi người. Đúng rồi. Giờ sau đây. Đây có hai cái đồ. Đây có hai cái chết hả? Ui. Ôi. Pokemon nè, tôi lẫm hàng trên nha. Đó. Ok. Tôi sẽ lẫm cái hàng ở giữa. Tôi lẫm kẹo nha. Rồi, lẫm okay. Kẹo luôn. Ông ơi, tôi chọn cái đường nè. lẫm cho hết, cho hết, cho hết. Có gì để cho vậy, cho hết. Cái rương. Đây, tôi lẫm cái rương rồi. Rồi, ôi, kế bên đây có ngôi làng, cái này khá xịn luôn đó. Ôi, có ngôi làng nè. Đây. Cái ngôi làng này hơi bị ngon nhưng mà cái nhà hồi máu thì nó hơi bị kỳ. Ủa, cái nhà hồi máu này phải chặt gỗ mới lên được rồi. Ủa, đi chặt gỗ thương. Ui, tôi lộn được cái gì nè. Ôi, cái đá gì nè. Cái gì nè, cái này là cái gì nè. Cái berry, cái berry. Berry em ơi. À, cái này ăn được không? Chết. Chặt gỗ này tôi lên cái chỗ hồi máu đã. Ông ơi, tôi với ông lên khám phá thử cái chỗ hồi máu đi ông ơi. Đây, tôi đang chặt gỗ. Đây. Luôn á. Ôi, chặt gỗ. Cái chỗ này sao lên đây? Đây, tôi đem gỗ, gần đem gỗ xuống rồi nè. Đây. Ok. Cái này dài thế. Đây, tôi đem gỗ thế này. Rồi, 7 gỗ luôn. Vậy xung quanh đây quá trời bucket load. Đây. Bucket load luôn nè. Ui, bên đây có con boss nè ông ơi. Có cái thành tựu kìa. Mọi người có cái giường rồi đúng không? Ông ơi, tôi thấy cái con chết binh nè. Đâu rồi? Ôi. Đây, tôi làm vô chỗ hồ máu. Vô, chậm đâu, lấm. Chậm đâu. Ui, có cái này đi bay. Ơi, chờ tôi với. Ông vô là hết rồi. Đây, cái con chết binh nè. Ui, đẹp vãi. Ui, con này. Uầy, xịn vậy, nhìn cu te vậy. Ủa đâu mất tiêu rồi, ê. Ê, không bắt rồi. Ui, vô luôn hả, à chưa. Chưa. Ôi, tôi vừa qua nó chưa gì hết rồi. Cái này, chế pin, ok. Ui, ai điều khiển của tôi vậy? Ủa, cái gì vậy? Ui, không được, phải đánh nó thôi. À. Ê, không đi bắt cái khác đi. Sao nó mạnh vậy? Ui, con này mạnh vậy. Ủa, tôi hơi lưỡng mà sao muốn như gọi lá. Mạnh vậy. Ui. Ui. À, ông đang đánh nó nữa hả? Rồi, tôi đang đánh nó. Tôi tưởng nó kẹt cái đá nó trừ máu chứ. À, ui, nó giết tôi luôn rồi. Ui. Không, tôi chưa giết được. Tôi còn trâu lắm. Đó, này thì trâu. Ui. Này thì trâu. Quá trời trâu luôn, đúng chứ. Ôi, bên đây có ông nhân làng có nhiệm vụ nè mấy ông ơi. Đâu. Đây, qua đây nè. Hồi máu ra. Đầu của tôi sắp chết. Rồi, đây. Xong rồi. Wow. Ồ. Đâu không, đâu. Đây nè. Đây nè. Ôi, sao tôi không có gì hết vậy? Ôi, ông này, ông nói gì tôi không hiểu ông ơi. Ông này là không phải là người Việt Nam rồi. Đây có cái chỗ bán đồ nè, xuống bán đồ nè. Em mới chơi một mấy cái đồ. Wow. Tiêu nè, thuốc nè. Mày, đúng rồi, tôi cũng đó ông ơi. Ui, ở đây có một con gì nè. Đâu. Ui, con bắt bự ba chữ hả? Ui, đôi, nó chết tôi ông ơi. Chết không riêng à, chết không riêng à. Đâu. Đây nè. Đây nè ơi. Kêu quá. Ôi, cái kiếm nó còn bự hơn cái đầu tôi nữa. Cái là chết luôn chứ. Ủa, nãy cái con kia ai bắt rồi? Ủa, con gì? Con nãy tôi mới đánh á. Không chừng nó sợ quá, nó chạy rồi đó ông. Em bắt lại. Coi khá xịn đó. Quay cà rốt nè, lụm cà rốt. Đâu ta. Ôi, quá chừng luôn. Đây. Quay. Mẹo không. Ui. Ông Monter ơi, tôi chờ ông cái này nè. Đâu. Này. Quay, ông tốt thiệt, ông cho tôi hẳn một cái khoai tây độc luôn. Quá hay.
Ôi ơi, cái tấm lòng của ông tôi không thể nào mà tôi quên được. Ê, tôi san sẻ cho ông một chút xíu đồ nè. Ủa, ông đâu rồi? Tôi nào ơi. À, đây. Ôi, ông ẩn thấp hiện. Cái gì vậy? Hey, hay, cái đồ nãy tôi lút được đó ông. Đây là mấy cái đồ hồi máu nè ông ơi. Ui, tôi bán mấy cái đồ nãy lút đó ông Tính. Tôi bán nó mất tiêu rồi. Ừ, giờ tôi cũng đang định đi bán đây. Tôi bán hết, mất tiền rồi. Em giàu không có. Cái thông nè. Wow, có máu được rồi nè, có máu được rồi nè. Bắt luôn. Đâu, để tôi lại tôi bắt phụ cho. Ủa, bắt luôn. Ô, vào nè. Ui. Ui, trời ơi. Ui, vào rồi. Ui, cay thế nhờ. Còn lại một cái bồ nữa đi. Đẹp không? Ô, cái gì vậy? Ôi, rít kít. Vào rồi ông ơi. Ui. Vào rồi. Lắc lâu thật sự. Lắc lâu với chữ hả? Ui sao cái con trai này đôi con ông bự quá vậy? Ui nó cao bằng tôi luôn rồi nè. Uầy. To vậy. Con này, con heo chứ đâu phải là con Charmander. Ăn hơi nhiều, nó ăn hơi nhiều thông cảm. Bây giờ dịch đâu, ở nhà nó ăn không à? Ui ông Hunter cho nó ăn cà rốt kìa. Trời nó không ăn, nó chơi ông ơi. Ôi con này mập địch quá, cho nó ăn cà rốt nó không chịu. Ui cái con. Ui cái con của tôi sao nãy giờ bắt không vào luôn. Ui sao bắt bon rồi. Ui gấp 10 lần luôn, gấp con Charmander không gấp 10 lần cái con này luôn. Con này nó hơi bị sinh dưỡng một xíu. Tội thì chứ, nó đè cái chết nhỏ rồi. Được không? Ui chưa được kìa. Đâu để tôi thử thôi. Ui trời sao tôi quăng vô cái đầu nó, tôi bị văng nó mấy cái bon tôi. Ui trời tối ui. Rồi. Ui trời tối rồi mấy ông ơi. Ờ cái giường lúc nãy tôi đã cho. Ui ngủ. Ôi, cái giường tôi đâu mất tiêu rồi. Ủa, nãy nó mới cho cái giường mà. Tôi quay qua quay lại tôi mất tiêu cái giường rồi. Ông ơi, tôi lên đập lên rồi. Khổ thiệt, có cái giường thôi quay qua quay lại đạo tặc cũng hốt nữa. Ui, ông Tính ông ngủ rồi kìa. Ui, ông chưa ngủ luôn hả? Chưa, khổ rồi. Tôi mới đi tìm cái giường nào. Ủa, nãy tôi thấy có cái giường mà. Tôi mất tiêu rồi. Cái giường mà. Tôi mới lụm cái nóc nhà của cái ông bác sĩ để xây cái giường nào. Hay cho cái này luôn. Đây. Đó, ui, đó. Còn có 4 Pokemon thôi. Đó, uầy, tôi ngủ được rồi nè. Uầy, thì ta còn kế mấy ông cái đã. Ê, tôi thấy cái con gì kìa, con gì nó bay bay kìa. Có cái con gì bay bay lạ quá kìa. Ủa, con đó là con gì á. Ôi, bộ cái mod mới sao mấy ông ơi? Đâu, quay. Ủa, cái giường của nó đâu? Cái giường của nó, tôi lộn cái giường. Ủa, đây có một cái quả gì nè. Mấy cái quả chế tạo Pokemon nè. Đây. Ôi, ở đây có một con boss nè. Con này tôi lộn được không ta? Đâu. Nó cái máy vậy không được. Lộn được không? Nó không có cấp luôn. Ui, được rồi, bắt được rồi. Đâu. Ôi, đã vậy. Đúng rồi. Ông tốn bao nhiêu bon vậy? Tốn 16 cái bon. Cho bớt luôn. Cái bon mất tiêu. Ôi ôi. Nhìn sao sáng đi. Đây tao. Ôi con này bị suy dinh dưỡng chắc rồi. Con này bị suy dinh dưỡng rồi. Ui. Con này mà về với ông Tính một thời gian cho nó cũng bằng Charmander luôn quá. Rồi đi hồi máu rồi đã. Tôi sắp hết máu rồi, sắp chết rồi. À, cái chỗ hồi máu đâu ta? Đây. Ủa, ơi có cái cánh cổng gì nè mấy ông. Ủa, đâu không? Nè, cánh cổng gì nè. Cổng Ochabit không? Quầy. Ui. Xịn lắm đó. Ê, tôi lên đây tôi lốt cái bộ cái lốt cái đã. Ờ, nãy giờ xuất hiện quá trời luôn. Nãy giờ. Ê, con này nó cản đường. Chưa xem mấy ông con Pokemon của mấy ông nữa. Coi thử giới thiệu đi. Đâu đâu? Này, tôi đang có một con rùa ở đây. Con rùa này tôi mới bắt được dưới biển. Thôi hay gai không, nhưng mà kiểu gia đình không có điều kiện nên là nó nhỏ xíu à. Ôi, không được con nhỏ hơn con Charmander tính nữa nè. Ôi ơi. Trời ơi, nó nhỏ hơn con chết bên luôn kìa. Nó chạy không được luôn. Ôi, tôi nhục quá, tôi chạy không được luôn. Con quỷ này nó chặn đường thôi. Ơi, cái gì vậy? Ôi, đâu, con của ông đâu? Đây, ở đây tôi có con khỉ nè. Đó. Ây da. Không có đánh nhé. Trời, con trai mê đôi của ông kìa. Quay. Tôi không bằng cái đầu của nó luôn á. Ôi ôi. Ôi giỡn kỹ. Tôm ngủ không nè.
Nó bị biết phi với phiêu. Tôi một không, đúng, đây tôi một không. Rồi thách đấu thử nè. Accept nè, thách đấu luôn. Đâu, Scrat nè. Đâu rồi? Ui, ông muốn... Ôi, đau vậy? Ồ, đau đó. Ồ, không, ủa sao cái này lúc ông quên trước luôn. Ui. Ôi. Ôi, sao bông rồi? Ôi. Thơn quá. Ui. Ôi ơi, đừng nói. Xem được nè. Ôi. Ồ, đừng chết. Ôi. Ôi, lên cấp luôn kìa ông ơi. Không, còn. À, từ. Để tôi nhìn hồi máu cho nó cái đã. Suy nghĩ đây. Ui, có đồ hồi máu luôn. Ơ, hồi máu không được. Con này nó chưa chết. Wow, chết nè. Easy. Cái gì vậy? Ui nữa nè. Ok, thì mình vừa hồi máu xong rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi lấy cái poker chest ở phía bên này đi ha. Đó, biết đâu là thêm mấy cái quả bon cho mình. Đây, cách mình có mấy ô thôi. Đâu rồi? À đây các bạn ơi. Đây nè. Ai chúng ta được một cái Revival Hub. Ông Tin Tetsu được cái thành tựu gì rồi kìa. Thôi mình phải mau chóng luyện cấp mới được. Không là thua mấy ông này hết. Đây phía bên này có một em Magic Cap nè. Mình qua mình luyện cấp nó coi. Con này thì cấp 11 hả? Đơn giản luôn. Xài chiêu Brand Box này nha các bạn. Ui. Ủa sao cấp 11 nó vẫn đánh được mình vậy? Ghê quá vậy ta. Brand Box phát nữa nha các bạn. Ui, nó chưa chết kìa. Mình lại tiếp tục Brand Box cái nữa nè. Nó chết queo luôn và nó cho mình một con cá nữa. Phía bên này lại có một con Magic Cup khác nè. Để mình qua mình dứt luôn nha các bạn. Sẵn tí nữa mình cũng sẽ đi thu phục thêm mấy Pokemon mới nữa chứ. Trời ơi, mấy ông kia đã có thêm Pokemon rồi mà mình chưa có gì cả luôn đó. Đây, em Magic Cap này tính chạy đi đâu hả? Mình tìm thấy một cái Tambay Onta nè. Một cái đền để mà triệu hồi ra Assert các bạn ơi. Cũng như là mấy cái đón sáng tạo khác đó. Ui, ngon lành chứ kìa. Để mình lại mình coi thử nha. Và đây chính là một cái Tambay Onta nè. Ui, nhìn đẹp phải chưởng ạ. Wow, ngon lành. Mình sẽ lưu chỗ này nha các bạn ơi. Tham Space Onta. Đây là đền thờ không thời gian đó các bạn ơi. Đó, lộ liền. Sau này hả, mình có mấy cái viên đá rồi á, mình sẽ đi quay trở lại chỗ này. Đây các bạn ơi, trainer cấp 10 thôi. Để mình vô mình hồi máu cho Pokemon cái đã. Wow. Cái bực nè. Nhảy quá. Bị lắc hả? Nhảy qua lại. Hên vẽ chữ ngạ. Và đây có đồ nữa các bạn ơi. Mình sẽ lấy hết đồ ở đây luôn nha. Khá là nhiều đồ xịn sò đó. Rồi, hồi máu cho bố của anh thôi. Đó, và như mình đã xong được cái nhiệm vụ hồi máu rồi đó. Nhiệm vụ này mình được cái gì vậy ta? Không có thấy gì hết luôn. Mình có được mấy trái táo nè, vứt đi luôn nha. Rookie mới cấp 8 thôi. Ây da, phải đi qua đây và bắt thêm một cái mon mới được. Ủa? Trainer đây rồi các bạn ơi. Mình tưởng trainer despawn chứ. Mankey. Brainlock mới được các bạn ạ. Ui. Cái trainer này mạnh vãi chưởng ạ. Ôi không được rồi. Mình tìm thấy được một cái Psychic Gym nè. Ôi, hồi quán hệ tâm linh các bạn ơi. Để mình đi qua bên đây mình khám phá coi. Và thấy được một ngôi làng luôn. Bên đây có một cái ông. Có được một cái cậu bé trainer cấp 1 thôi nè. Dứt thôi bạn ơi. Có được con ba gon luôn. Ngon vậy. Ba gon với tôi. Vẫn chưa chết. Grab nó một phát các bạn ơi. Hai Pokemon luôn. Ratini nữa. Ui sao toàn Pokemon xịn không vậy ta. Ui chết well rookie của mình rồi. Chắc bây giờ mình cũng phải kiếm thêm một em Pokemon bay thôi bạn ơi. Như là Charizard chẳng hạn. Đó. Con nào mà có thể bay được á là chúng ta sẽ bắt hết nha các bạn. Con nào mà có thể cưỡi để mà bay á là chúng ta sẽ bắt hết. Ây da, con mèo này năng hiếp nè.
Đây, đây chính là hội quán thầy Tâm Linh nha các bạn ơi. Wow, làm hoàn toàn bằng đất sét luôn. Và nó có được hai con Raiden ở đây nè. Mình sẽ lâu là Sai Trích Kim nha các bạn. Để mình vô đây mình coi thử. Wow, có được cái Mask Revive luôn. Đây là cái Revive rất là xịn nha các bạn ơi. Và nó có khá là nhiều những cái đồ hồi máu cho Pokemon của mình nè. Để mình khám phá cái nhà của thợ rèn coi, có cái gì không. Đây, nhà của thợ rèn các bạn ơi. Ồ, có được hai cái lò nè. Chúng ta sẽ cần phải chế tạo, ây da, nhầm. Chế tạo một cái stick nè, rồi tạo một cái bít ắc các bạn à. Đó, mình có cần tạo thêm một cái cây ắc nữa không ta. Đây các bạn ơi, lên đào hai cái lò này ra thôi. Đó, đồ miễn phí là cứ xài hết các bạn ơi. Đó, mình lại thấy được một cái Stambionta khác nữa nè. Ui, có bánh mì, có táo, rất là nhiều táo luôn. Có Metal Coat, có Iron Helmet nè, Iron Big Axe và một cái Gold Rod. Ui, xịn vải. Mình sẽ đổi cái Big Axe lại luôn nha, sang hàng xịn xài hết nha các bạn ơi. Bánh mì chắc mình sẽ để lại đây quá. Mình đang chơi ở chế độ bình yên mà, nên không có cần bánh mì đâu. Mình sẽ lên trên đây coi thử. Cái shop này bán cái gì nhỉ các bạn ơi. Wow. Ủa, cái shop này nó nằm cái cổng vô nằm ở đâu vậy? À đây các bạn ơi. Ôi vãi chướng hả. Ôi sao nằm chỗ này. Ở đây bán bon nè các bạn ơi. Chúng ta có thể bán được những cái này được nè. Full restore nè, bán các bạn ơi. Đó, bán hết. Bán được tiền hết các bạn ơi. Cái BV up này chúng ta có thể, thôi để lại đi, bán uổng các bạn à. Cái Mask Revive này, ui, có khá là nhiều đồ ở đây đây. Chúng ta sẽ bán hết nha. Cái nào mà giá trị á, mình sẽ bán hết. Cái Pride này chắc mình sẽ bán luôn nha các bạn ơi. Còn cái Eater này bán luôn đi. Revive cũng bán luôn nha các bạn. Giờ mình có thể mua được mấy quả Ultra Ball rồi đó. Thêm 10 quả Ultra Ball nha các bạn ơi. Đó, vậy là đủ lắm rồi đó. Rồi, một cục đất này chắc mình sẽ bỏ ở đây đi. Đó, ây da, bỏ ở đây nước nó chảy ra thêm rồi. Mình sẽ lắp cái nước này lại luôn nha các bạn. Rồi, hiện tại đồ đạc của mình nó cũng đã gọn gàng hết rồi đó. Bên đây có một cái chết nè, để mình lấy thêm coi. Ây da, con Scatterbug này nó lại thách đấu mình nữa rồi nè. Ui, hên quá. Mình có cái chiêu Thorn thuộc hệ bóng tối bạn ơi. Chiêu này xài không có sát thương hả? Ngẫm cứu tở luôn và nó cho mình khá là nhiều string cũng như là wool. Ngon lành. Chúng ta lại được một cái elixir nữa nè. Chắc mình sẽ quay trở lại với cái shop và bán thêm luôn nha các bạn ơi. Mình thấy được một con hình như là Zangmo. Con này mình có thể luyện cấp lên được. Pokemon hệ rồng khá là mạnh đó. Thôi chắc mình sẽ bắt nó luôn nha các bạn ơi. Zangmo. Đâu mất tiêu rồi. Nghe nói mình tính bắt chạy đi đâu hả? Chạy nè. Ui, cấp nó cao vãi. Cấp cao với tôi. Ôi ui, mình gãi ngứa nữa hả các bạn ơi. Grab nó một phát coi. Ôi, kiểu này không xong rồi. Dùng thử quả Ultra Ball nha các bạn. Hy vọng là thành công. Ôi, yes. Và cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được một em Pokemon thứ hai rồi đó. Pokemon thứ hai các bạn ơi. Coi thử giáo sư này. Ui, cấp 5 các bạn ơi. Đợi dứt giáo sư luôn. Ui, Zangmo của mình á, nó đã đạt được cấp 15 rồi đó. Wow, cấp mặc định của nó luôn, rất là xịn các bạn ơi. Có chiêu Tackle nè. Ui, nhưng mà đánh không có xin nha cái em Rampardos này ha. Rampardos này trâu quá vậy. Ui, nó đánh Zangmo của mình như con luôn. Ui, đánh 2 hit luôn các bạn ơi. Ôi, đánh xong tự chết kìa. Ngáo vậy. Tackle nè con.
Ui mình bị dính độc của con Rimer rồi. Ngụm củ tỏi luôn nha Rimer. Bộ cái hiệu cái đã. Ui có một ông old fisherman nè. À, ngon lành. Ông người câu cá già rồi các bạn ơi. Hôm nay là kinh nghiệm lão làng rồi đó. Chúng ta sẽ có, chúng ta có được một cái Gorod rồi nè. Sẵn tiện thì chắc mình sẽ cho ổng thử coi Gorod mình nó biến thành cái dạng gì rồi. Và nó đã biến thành cái dạng Ice Cream Gorod luôn. Ui xịn vãi. Tới đây câu cá thử luôn nha các bạn. Xịn sò nha. Wow. Ui không ngờ lại ngon lành đến như vậy đó. Ôi câu được con Golden. Golden. Tôi không có còn Golden đâu. Bây giờ nó quýnh mình đào với trưởng ạ. Mình quýnh nó cũng được nửa cây đó các bạn à. Sắp hẹo với tôi luôn. Trời ơi chết queo với con rookie của mình rồi. Phái trưởng ạ. Tắt cò nó một phát. Ui kẹo này thì không có xe nha nó rồi. Hên quá mình sẽ trụ được hai hiệp nữa các bạn ơi. Ráng lên. Một hiệp nữa thôi. Hên quá. Và chiến thắng nữa nè. Ui nó cho mình một con cá rồi. Không tin NT đã xong rồi các bạn ơi. Ơ à, mình gặp được cái Alex Rye nè. Ngon lành. Alex Rye các bạn ơi. Cái này mà chúng ta có được mấy quả GS Bond hay là Bit Bond á, các bạn cho vào thì nó sẽ ra hai cái dạng đặc biệt của Celebi đó các bạn ơi. Nhìn cái Alex Rye rất đẹp luôn nha. Có một em cáo lửa nè. Wow. Mình sẽ đi bắt cái con cáo lửa này luôn nha các bạn ơi. Cái này nhìn đẹp phải. Cáo lửa cấp 18 luôn. Run cái đã. Mình sẽ đánh cho nó thấp máu đi. Ây da, không được rồi. End battle gấp các bạn ơi. Không là nó đọc cái con rookie của mình chết đó. Đây mình sẽ tắt cồn nó nha. Đây là Thivun. Sẽ cấu cho nó còn ít máu đi. Rồi mình bắt nó luôn nha. Ngon lành. Ủa, con này nhìn xịn thiệt sự các bạn ơi. Wow nó cũng rất là to luôn. Đây là Pokemon Gen 8 đó. Ui nó boost chỉ số kìa. Tăng gì quá từng tăng vậy. Tắt cồn mới tiếp nha. Chết queo luôn rồi. Trời ơi bắt nó lẹ luôn mà Ultra Ball nè. Trời ơi hy vọng thành công anh em ơi. Không được các bạn ơi. À và đánh rookie cũng không có đau cho lắm ha. Thêm một quả Ultra Ball nữa coi. Hy vọng là được. Yes. Và chúng ta lại thu phục thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Ngon vậy. Cái này có một con mà chỉ cắt to vậy. Mình sẽ rượt theo cái con Taravia này. Được rồi các bạn ơi. Razor Leaf nó nha. Đánh gì đau quá vậy. Tắc cồ nó các bạn ơi. Tắc cồ mày nè. Ui không xì nhè rồi. Hên quá. Rồi mình sẽ bắt nó luôn bằng Ultra Ball nha. Quá chuyển à. Có được mấy bộ Ultra Ball lúc đầu thì là sung sướng. Và chúng ta đã bắt được em Pokemon thứ tư rồi đó. Ngon lành chưa. Ngon lành cành đào chưa. À Epic. À hình như cái Epic Key này cũng cởi được nè. Chạy đi đâu hả Bicky? Đứng lại. Chạy với tôi. Mình đánh nó nhiều máu với trưởng các bạn ơi. Trang mô mạnh thiệt sự luôn. May nè. Xém hẹo nó luôn rồi. Ultra Ball tiếp bạn ơi. Câu Ultra Ball lại cứ bắt thôi. Sướng với trưởng ạ. Và đây sẽ là Pokemon thứ 5 của mình nha. Mình sẽ luyện cấp cho em này. Để mà mình cởi nó. Ngon lành rồi đó. Hiện tại đã cởi được mấy con này chưa ta? Chưa cởi được các bạn ơi, nó nhỏ xíu à. Lâu lâu mới thấy con Bitgetto mà nó chạy mất tiêu luôn rồi. Xui vậy. Mình tìm thấy được cái con gì nè các bạn à. Đây là Kakon. Con này có vẻ to lớn đó. Lực sĩ, lực sĩ. Mình sẽ bắt nó luôn nha. Kakon cấp 18. Nhiều tiến hóa nó thành cái con Golem đó các bạn ơi. Thiếp nó một phát coi. Hên quá chưa chết nó. Ui nó đốt mình kìa các bạn ơi. Pokemon hệ lửa hả? Được nửa game máu của nó rồi nè. Ui và hiệu ứng chiêu nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Thiếp này phát nữa nè. Ây da. Coi bộ không xong tôi rồi.
dùng luôn Ultra Ball coi. Và thành công luôn, đủ 6 Pokemon rồi nha các bạn ơi. À, ngon lành chưa? Mình sẽ kiểm tra hệ của từng con nha. Đây là Bitki nè. Con này thuộc hệ thường cũng như là hệ bay hả? Có một cái chiêu duy nhất là Tackle thôi. À, Wiki Bitki Evo ô cấp 18 các bạn ơi. À, vậy thì mình sẽ cho nó tiến hóa luôn nha. Mình cũng có khá là nhiều cái Rare Candy nè. Đó, cho nó tiến hóa luôn. Và Bitki của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Ôi đẹp vãi chưởng hả? Ồ, sẵn có một trainer nữ kế bên luôn nè. Và nó đã lên con. Còn gì đây? Đây là Bitgetto các bạn ơi. Ồ, chúng ta chưa cởi được. Ừ, cây vậy. Bitki Staravia Evo. Ui, cấp 34 các bạn ơi. Và mình sẽ coi cái con Tacon Evo luôn đi. Cấp 34 luôn. Cái con Thivun này nó không tiến hóa các bạn ạ. Và có vẻ như là mình sẽ tiến hóa luôn cái con Rookie nha. Đây là Mewtwo chứ không phải là trainer. Và mình cũng không có đồ để mà học cho nữa. Thôi chắc cho Rookie tiến hóa các bạn ơi. Cấp 16 thôi. Và Rookie cũng tiến hóa theo luôn rồi nè các bạn. Chúng ta đã xài được mấy cái kẹo rồi đó. Và nó đã lên thành khí đột tung ngộ không rồi các bạn ơi. À, không được double hit nè. Mình sẽ thay cái chiêu Taunt này nha các bạn. Nhìn đã chứ kìa. Đây các bạn ơi. À, hồi nãy nó cầm có một cái que, bây giờ nó cầm thành hai cái que rồi nè. Cái này để nó gõ trống đó các bạn ơi. Ok, nhìn rất là dễ thương luôn. À, chúng ta lại gặp cái con Kakon hồi nãy nè, cấp 18 luôn. Để mình luyện cách thử coi. Thử chiêu của Kakon các bạn ơi. Ancient Power hả? Mạnh nha. Cái con của mình kêu chuẩn hay sao á. Ancient Power phát nữa. Ngậm củ tỏi luôn, nó cho mình than nè. Hello, hello ông ơi. Tôi về rồi nè. Ui, lâu thật sự luôn đó. Ui, lâu thiệt sự luôn. Chai hạt à, chai hạt. Ông bắt được nhiều con rồi. Ông bắt được nhiều con rồi. Tôi được 6 con rồi. Ui, xỉn ha. Tôi mới có được có 4 con thêm. Lộn, 3 con thêm à. Ui, xỉn xỉn. Ui. Hello. Ui, trời ơi, tôi đi, tôi bắt. Quá trời bắt luôn. Nãy gặp con Charmander mà bắt không được. Ôi gặp Charmander luôn hả? Ôi nãy tôi gặp cái con Chameleon này, con dạng tiếng hóa của Charmander luôn. Nhưng mà ôi đã vậy. Tôi đánh nó còn có nhím áo mà tôi bắt không được luôn chứ cây đúng không? Ôi có trời mưa luôn. Không được. Ngủ đi. Ok. Giấc thôi. Tôi cũng ngủ mưa nè. Ok. Đó, tôi đút cái đầu ra ngoài cái cửa cho mưa tạt vô cho mát các bạn ơi. Ôi, vậy không được. Ôi, hồi nãy tôi có tìm được một cái gì. Cái gì vậy? Tôi sao nãy giờ mấy ông chưa ngủ đây, tôi ngủ rồi trời. Lạnh quá. ngủ. Ôi, ai tìm được cái đền thờ gì đó? Đó, tôi nè, tôi mới hồi nãy tôi tìm được cái chỗ đó. Ủa nhưng mà chết rồi, tôi quên lưu lại cái điểm đó rồi ta. Không phải. Tôi có lưu. Mày xem. Xin vãi chưởng hả? Ủa mà cái điểm đó là khi nào mà mình có mấy cái gì mà có thể kích hoạt được cái đó không? Có cái Red Chan rồi sao á? Đúng rồi. Có Red Chan. Ôi, mà khó nha. Tôi nè. Tôi đang bị nó dí quýnh không ơi. Cứu tôi với. Đâu, không đâu. Tôi chỗ cái shop nè. Ôi, tôi mới thấy một cái con nó cũng bự lắm, vừa hệ thép mà vừa hệ điện luôn. Ôi, đã vậy. Ôi đâu rồi, cái shop đâu, ông đâu? Tôi ở trên đây nè. Nó dính quýnh tôi vậy. Ở trên đây à. Đây. À. Ôi, con Pokemon này của ông hả? Tôi cũng có một con Pokemon giống vậy nè. Nè, anh em xin đôi. Anh em xin đôi. Đâu rồi? Nè. Lộn. Đây, anh xin đôi. Của tôi là anh hai nha. Ôi, mập địch quá vậy.
Ừ, bà trưởng rồi. Được không? Ui, ui. Ôi, tao bấm cái cục kẹo vô người nó lên cấp rồi nè. Ồ. Này, nãy tôi mới bắt được con Pokemon này nè. Quay nhìn cũng hơi bị xịn luôn. Ôi, à. Ôi, sao không giống tôi vậy? Nè. Ôi, what the hell? What the hell? À, đen xịn đôi. Ờ, cái này đen xịn đôi thiệt nào ơi. Y chang luôn. Ôi. Ôi, con của ông, con của ông giới tính gì vậy? Ờ, con của tôi giới tính nữ. Ôi, của tôi cũng giới tính nữ luôn. Ôi, chị em xin đôi. Chị em xin đôi. Ôi. Cái gì thế, giới tính nữ cái gì thế. Đây, không đâu. Đây. Tôi đây nè. Ông đâu vậy? Đây, thấy rồi. Đó, tôi với ông Fury có hai cặp Pokemon sinh đôi. Đâu? Đây. Sao đâu mất tiêu rồi? Tôi không đâu. Đây. Đón tôi, bắt tôi. Ôi, ông đâu rồi? Ông đấy. What the hell? Đâu rồi? Tôi cũng có con này luôn nè. Ôi. What the hell? Đây. Ôi. Hợp lý. Vọng qua. Còn con giới tính gì? Còn tôi giới tính nữ. Ôi. Quay. Ba giới tính nữ. Ba chị em gột. Đây. Đây, con của tôi tiến hóa rồi nè. Đó. Ui, xịn thế. Con của tôi mới cấp 14 thôi. Ui, gì vậy? Không, đâu. Ôi, con tôm ngộ không của ông, con tôm không mới à. Ôi, nó lên được 2 cây que rồi đó ông ơi. Ui. Ôi, nó gõ chắc chết luôn á. Hey, đây. Nè, hồi nãy tôi bắt được con này nhìn cũng cute lắm. Ông có không? Ôi. Thì nó không có luôn nha. Ôi, ở đâu ra vậy? Đẹp quá. Hồi nãy tôi bắt được đằng kia đó. Ôi. Hey. Nó có cái trái trên đầu nè. Ôi. Trái. Cái này tôi biết trái gì được. À. Ôi, trái này hình như trái gì á, trái dứng. Trái gì? Đây. Ôi. Tôi có được con này nè, nhìn ngầu cực kỳ luôn. Ồ. Ôi. Tôi có dạng cấp 2, lộn, tôi có dạng đầu tiên. Ôi, cái dạng đầu tiên dễ thương vậy. Ui, nhìn cái mặt con dạng đầu tiên nhìn nó sầu quá. Nhìn dễ thương quá chữ ông ơi. Kiểu mặt nó tành hả. Ui, cưng chứ cơ. Ui, có cả con chim này rồi hả. Ui, mấy ông cha hà thế, cày xịn. Ui, tao xịn vậy, cho tôi mượn tôi cưỡi đi chơi với. Con chim này chưa cưỡi được ông ơi. Con chim này tôi không cưỡi được. Đây, đâu rồi ta. Ê, con Pokemon của ông đi, dí theo tôi nè. Ôi, nó chạy lại ông rồi. Sao tôi cảm thấy mấy con Pokemon của tôi sủi đó. Rồi. Đây. Đấy, ui, lộn. Con tôi mập địch vậy. Ui, nhìn nè. Ông bắt mấy con xịn không à. À, xịn đó. Ok. Ông Fury, ông nuôi con này, ông nuôi con này tốt quá ta. Ê, như, mập địch vậy. Ê, như ông tính nuôi cái con Charmander vậy á. Ông kiếm này. Ôi, tôi bị dinh dưỡng. Ôi, con này to phải chữ không ơi. Con này nhìn nó giống như cái bánh quá à. Nhìn nó đang thui nè. Cái mặt nó vui quá ta. Cái mặt nó yếu. Giải trí vậy. Cái mặt nó hài thôi. Ôi, con cáo này nó không hài lòng nè. Nó chửi con cục thai nè. Con cáo này không được cưng nè. Ôi, cái gì vậy? Ôi, con mày... con cáo mấy ông bắt con cáo xịn quá vậy. Ôi, đã hợp con cáo con tính đẹp vậy. Ôi, con cáo dễ thương quá chữ hả. Nhưng cái mặt nó thất tình quá. Nhìn nó mặt buồn đời vậy. À, nãy tôi có solo với ông Fury rồi. Giờ hai ông thử solo đi. Giờ tôi lại... Ok, bây giờ đây là nha. Ok nha. Cô vũ nha. Đây. Ôi, cố lên. Yeah, bây giờ. Yo. Ôi, trời. Ôi, ông 6 con Pokemon. Tôi mới có 5 con xem được luôn. Đây, để tôi. Ôi. Đây, coi. Ôi. Chim của ông chắc nó nuốt con rùa tôi quá. Rùa tôi chút xíu à. Con rùa của ông nhỏ xíu vậy. Ôi, được rồi, phải đổi Pokemon thôi. Này, tôi phải lấy con này. Đó. Ôi. Chuyên nghiệp thế. Con này trâu vậy. Phải làm thịt chim nướng. Thôi, chuyên nghiệp đó. Ôi. Ê, có con gì kìa. Ở ngoài có con gì kìa. Ở đâu? Ở ngoài kìa. Ở ngoài có con gì kìa ông ơi. Ôi, chạy. Từ nha. Tôi lỡ chạy rồi. Từ ông ơi. Ui, đẹp phái chứ. Ui, tôi đang đôi với ông kia đang solo. Tôi thấy có cái gì á. Ui, nhìn nó to chứ kìa.
Ôi nó có cái vòng này ông ơi, đẹp vãi. Mạnh nhất ba người trong ba người rồi. Ông ơi, tôi gãy ngứa với nó ông ơi. Chết tiêu luôn. Ôi có con gì nè, ở đây có con gì nè. Nó chắc tôi đụng nó không có cảm giác luôn. Ủa coi, có con lừa nè. À, có lừa đây. Ờ, bên đây có con Hitmon top nè ông ơi. Bự vãi. Đâu. Mày nên tiếp tục cái trận đấu lúc nãy đi chứ. Ờ đúng rồi, quên. Ê, con kia làm phân tâm quá. Ok. Đây, tiếp tục làm thịt chim nướng. Ui, sao vậy? Tôi chưa đổi mà. Đâu, để tôi coi. Đây. Ê, quên. Đây, tôi đổi Pokemon. Đánh đi, cố lên. Quầy, sao con chim ống kiểu gì nó cũng còn bự vậy ta? Xong ông rồi. Quầy, sao mà xong được? Ui, ông nổi. Ui, đau vậy? Con kinh hóa level 2 luôn rồi. Kinh thế. Ui, chết mê ơi. Mạnh vậy. Ui, con của ông cấp 20 luôn rồi cơ. Ui, mạnh thật sự. Ui, sao con... À, đúng rồi, con cấp 20. Ui, con sawai của ông trên tiếng hóa. Ui, trời ơi. Ủa? Cái vậy? Sao tôi thấy con mấy con Pokemon của tôi yếu vậy ta? Đâu có, con một cái mon ông nhìn hơi bị xẹn đó chứ. Yếu thật sự luôn á, buồn quá, buồn quá. Ui, con này nhìn cơ bắp rồi đấy. Ui, con này hệ rồng đúng không? Đúng em rồi. Thì kim rồng này, ui, xẹn. Không được. Ui, này mạnh quá. Một phát chết queo hả? Ôi, ủa, đâu, nó chạy mà. À. Sợ. Tôi quấn con của ông Fury, con ông Fury chạy luôn. Ui, đứng lại. Ui, bắn luôn kìa, xịn vậy. Ui, mạnh vậy. Ui, con này đúng là mẫu người lý tưởng của tôi rồi. Ủa, chạy nữa rồi kìa. Nó chạy, con này nó chạy hoài luôn á. Con của ông có skill rồi ta. Skill Dragon Tail là nó đánh hay. Đánh một phát này cho con kia chạy. Đúng rồi. À. Nữa rồi kìa. Ui. Ui. Đánh một hit là cho chạy. Chạy nè. Đó hơi bị khó chịu. Sắp đi rồi. Đó cứ đổi Pokemon liên tục. Ừ, đổi tôi liên tục à. Hết đổi nha chưa. Ui. Kịp rồi. Ui, con này đâu vậy? Sao chơi thấy con này? Ôi cái con lực thủy kia rồi, nó đánh không tính đi kìa. Đập tạ. Đánh không tính kìa. Đây. Ui. Con nhìn con ui. Như cha con á, nhìn hai con. Trời ơi. What the hell. Ôi nó tập tạ, chúng mình kìa ông ơi. Ôi con kéo. Thiết. Đây. Con kéo. Thiết vui hả? Ừ, đã mất rồi. Thiết vui hả? Đúng rồi. Ui, con này lần đầu tiên tôi thấy luôn á, nhìn xịn vãi. Đúng rồi, bộ bon gen 8 sao á. Nhìn mặt nào. Ui, nhìn mặt nó giống ăn cướp quá à, nó có đeo cái gì kìa. Nó ăn cướp thiệt mà không? Nó ăn cướp thiệt mà. Ủa, nó ăn cướp hả? Đúng rồi. Ui, nhìn này, báo sao ui, nhìn cái mặt nó như là ăn cướp. Đúng rồi, shot chưa? Ui. Đánh đi. Đâu, chết rồi. Còn có con heo nhỏ xíu nè. Con heo. Xong con heo với tôi. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi. Nó đánh tôi không ơi? Nó mất tiêu rồi. Nó hiếp tôi rồi. Kìa. Macho nè. Ôi, cái con macho này mạnh lắm ông ơi. Cấp 28 luôn kìa. Con chim thép kìa mấy ông. Con chim thép kìa. Con này bay trên trời kìa. Ôi, cái con này bay được không ta? Con nào không? Con chim thép nè. Mình cởi được không? Ông bắt lên nó bay được luôn. Ui. Nó khác. Đã đấy. Nó bay xa quá rồi. Mất tiêu luôn. Cao quá hả? Rảy đi quá trời đi. Tôi đi kiểu xa quá. Ui có con gì nè. Ui được rồi. Ui đi. Ui đã vậy. Ông phải sát cái này nâng kim nè. Đây. Ông phải không đâu? Để bùa bọt cái. Đây. Đắm hết. Con này đắm hết nha. Đâu. Ui cái con đó của ông mạnh phải chịu nha. Ui cái 28 luôn nè. Tao phải chắc có ngày lên kia mà. Ôi có tập thể dục nè ông ơi. Ôi con chim sắt. Chim sắt Hai con luôn. Ôi chim sắt đâu. Ui sẽ. Ui tôi con ông con là hợp lý luôn ông ơi. Đây. Ôi nó bay nè. Ui Nó chạy không được. À nó đang đập nhau ông ơi. À đúng rồi, đang đập nhau ông ơi. Trời ơi, chuẩn bị đẻ ra nè. Nhanh ra. Nhanh ra. Đâu.
Trời ơi. Ở đằng kia có... À, ôi. À không, đằng kia có một chim khác. Uầy. Tôi chơi quá nhiều chim luôn ta. Ủa, đây quá trời một cái con đánh nhau luôn nè. Ai con chim này đánh với con chim kia. Ôi ông ơi, trên cái núi còn một con chim sắt nữa kìa ông ơi. Ông ơi, đó. Ủa, đúng rồi. Nhanh lên. Uầy, đây con chim sắt thứ hai đây. Đây, bắt đi. Đâu. Ôi, nó bay. Ôi, nó bay đi luôn rồi. Ôi, chim. À, được rồi. Trời ơi, tụi nó bay đi luôn chứ. Ai, con này level 10 thôi. Ôi, what the fuck? Ừ, tụi nó giết nó luôn rồi chứ. Ai, chuyện này chắc nó chết quá. Chứ hành chim nướng luôn rồi. Ui, yes. Ui, được ông ơi, được rồi. Trời ơi, cuối cùng Fury cũng đã có con chim sắt rồi. Nhạy cảm quá. Nhìn chim sắt có nhạy cảm được chứ. Hello. Ai, ông vai coi, ông vai thử tôi coi. Hello. Con đang. Ôi, cha Minh Đông ơi. Đâu. Ông cử chim với mày. Ôi, sao nữa vậy? Ôi. Ông thấy cha Minh Đông. Ủa, tôi không thấy sao không thấy ghê vậy? Tôi tìm hả? Ủa? Tôi tìm anh em sát á. Ủa, là sao? Ông bấm lên game sát ông tìm. Ủa, lắc chắc là cái bóng là cái gì? À, cái đường chỉ á, lúc mà anh comment lên chém gì đó. Game sát của ông nó enable chưa? Chưa luôn. Là nó có hiện chưa? Nó hiện boss hay nó hiện mấy cái chép đồ không? Có, nó có hiện mà. Nó là enable rồi á. Là nhưng mà nó có hiện cái đường chỉ không? Cái đường dây nó có, chỉ tới đó. Ông tắt cái đó cho nó đỡ vướng màn hình á. À, uầy, không yes. Biết, nãy giờ vướng. Ủa được rồi, ok. Xin vái. Phun con Charmander đây. Charmander đây. Nè, Charmander của tôi nè ông. Đâu rồi? Đâu. Nè. Cái gì vậy? Đâu. Charmander đang thui đi. Đây, con Charmander này có mập không ta? Ui, Charmander nhỏ rồi ông ơi. Có con Charizard. Ôi, đâu, ơi, ông ơi, đừng, cho tôi xuống, cho tôi xuống. Cho tôi đi nữa. Kì. Đâu. Ôi, kẹo đi lại, kêu ông Fury ơi. Chỉnh lại cho ông Fury chết đi. Đừng. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ kết thúc cái tập đầu tiên của cái series Bisemon để chiến đó nha các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cái series này của tụi mình nha các bạn. Ok, và tạm biệt các bạn. Bye bye. Ok, chào.